Ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt. Đường xuống cấp, nhiều nơi bị sụt lún do xe tải chuyên chở đất, vật liệu xây dựng từ công trường xây dựng cầu vượt đường sắt thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngày mưa, bùn đất rơi vãi xuống đường từ những siêu xe Hogo, Dongfeng, làm cho tuyến đường này lầy lội hơn bao giờ hết. Tới ngày nắng, tuyến đường trở nên bụi mù mịt, khiến ai di chuyển qua đây cũng phải bịt kín từ đầu tới chân để tránh bụi. Hiện nay, đơn vị đang thi công phần đào móng và khoan cọc, nên khối lượng đất cần vận chuyển ra khỏi công trường là rất lớn. Kéo theo đó là việc hoạt động của các xe tải chuyên chở. Theo ghi nhận, các xe được đổ đầy tràn đất lên các xe tải ngay từ trong công trường. Bùn đất được kéo theo khi các xe này di chuyển ra các tuyến đường, khiến cho các tuyến đường ở đây nhem nhúc. Chưa dừng lại ở đó, việc các xe tải chở quá trọng tải cũng làm các tuyến đường ở đây xuống cấp nghiêm trọng như thế này. Xe ở đây đêm nó đi có những xe 3-4 chân, nó đi là thường xuyên. Xe tải ban đêm chạy chủ yếu là xe tải ban đêm, xe chở đất, xe ben to. Tuyến đường Xuân Phương giới hạn trọng tải đối với các xe lưu thông qua đây là 8 tấn. Nhưng theo phản ánh, thì từng đoàn xe Hogo, Dongfeng vẫn ngày ngày vô tư lưu thông qua đây mà không hề bị lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý. Tuyến đường Trần Hữu Dực kéo dài có điểm đầu là khu đô thị Mỹ Đình, bắt đầu từ đường Trần Hữu Dực và điểm cuối là đường 70 Xuân Phương. Tuyến đường này đi qua các khu đô thị Mỹ Đình 1, 2, khu đô thị mới Xuân Phương thuộc phường Mỹ Đình, thị trấn Cầu Diễn, phường Xuân Phương và đầu nối vào tuyến đường 70. Được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT để hoàn vốn cho dự án, Báo Lao động và Xã hội, báo dân sinh.vn sẽ tiếp tục thông tin.